Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay tôi sẽ làm một cái video giới thiệu cho các bạn cái sự khác biệt cũng như cái hay và cái dở của hai cái phần mềm mà đa số người đang sử dụng trong phân tích kỹ thuật của chứng khoán Việt Nam các bạn. Đó là AmiRocker và MetaTox. Mời các bạn đón xem. Thì để tiện dụng cho các bạn thì tôi sẽ phần trước, video trước mình đã giới thiệu cho các bạn cái cách cài đặt của MetaStock. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cài đặt của AmiRocker nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ cài chạy file Excel. Bây giờ thì trong máy của mình cũng chưa có cho nên mình sẽ cài đặt. Ok, nó cũng khá là nhanh. Đây là một phần mềm cũng khá là đơn giản, chạy trong vài giây thôi các bạn. Thì mình sẽ chép, không biết là một file hay là hai file gì đó. Mình sẽ chép hai cái file này, đó là file rắc đó các bạn. Thì mình sẽ copy nó các bạn, copy nó vần vào cái thư mục cài đặt của vừa mới xong ha. Vừa mới cài xong, đó là ở program file AmiRocker ở đây rồi các bạn. Chúng ta sẽ có cái file chép đè lên cái file bạn thấy rocker gì nè ha, .dll đó. Mình sẽ paste và prepaste, nó sẽ chép đè lên các bạn. Ok các bạn, như vậy thì chúng ta đã có AmiRocker. Như vậy chúng ta sẽ mở AmiRocker lên. Như vậy đầu tiên các bạn sẽ cái phần mềm AmiRocker này mình đã sử dụng nó khá là lâu rồi các bạn. Chính vì vậy có những cái bước cách đây phải chục năm rồi, hơn chục năm rồi, cho nên có những cái bước mình sẽ rất là bỡ ngỡ tại vì mình lâu quá mình không sử dụng nó. Thì đầu tiên mình sẽ phải có được dữ liệu data, mà dữ liệu data thì nó dùng chung với phần lớn là nó dùng chung với MetaTox. Bạn có thể import MetaTox hoặc là bạn có thể import của mã ASCII. Đây là cái mã mà giống như là file text.txt, thì bạn có thể sử dụng đó để mà làm dữ liệu. Bây giờ mình lấy cho đơn giản, mình có dữ liệu của MetaTox thì mình import của MetaTox. Thì ở đây mình sẽ phải import và đường dẫn của nó vào cái MetaTox. Tôi không biết là đây, tôi có MetaKit rồi MetaTox rồi NUpdate các bạn. Mình có thể open. Đây là những cái mã đây thì mình sẽ import vào đây. Có rất nhiều cách để các bạn có dữ liệu data. Bạn có thể download trên cái data feed miễn phí, hoặc là cổ phiếu 68, hoặc là rất nhiều cái nguồn. Ví dụ bạn vô forum của FPTS thì người ta cũng cung cấp cho các bạn NUpdate các bạn, NUpdate chứ không intraday được. Intraday bạn phải mua dữ liệu. Thì hiện tại intraday bạn có thể mua của Fian, hoặc bạn có thể mua của Vietstock. Thì đó là hai cái đơn vị mà mình biết. Có thể có một đơn vị khác, cái gì mà stock pro hay gì đó mình không biết, cái gì cũng có, nhưng mà có một số người comment thì nó không ổn định các bạn. Thì lúc này mình có thể mình đánh cái chữ Việt Nam Index ở đây được không các bạn? Đây, như vậy thì chúng ta có một cái dữ liệu các bạn, một cái dữ liệu của ở đây. Thì các bạn có thể điều chỉnh sheet ở đây, những cái sheet bạn thêm sheet, hoặc là bạn chỉnh chỉnh các indicator nó vào đây các bạn. Bạn có thể cho thêm những cái indicator vào đây. Mỗi lần mà chỉ cần đánh dữ liệu, ví dụ như daily 10 phút 15 phút gì đó, thì bạn có thể điều chỉnh ở đây, có thể điều chỉnh ở đây nếu mà bạn có intraday các bạn. Thì cái phần mềm của mình là lấy dữ liệu của Fian cho nên nó có intraday. Thì bạn chỉ cần import, bây giờ bạn sẽ import một cái nữa
đó là in tray đây. Thí dụ như chúng ta thấy ở đây mình có end of day này các bạn thấy không, thì cái dữ liệu in tray đây nó riêng, mình sẽ import lại thì mình sẽ có in tray đây. Để tránh mất thời gian thì chúng ta thấy như thế này. Để trang trí thì bạn có thể trang trí theo cách của bạn, hoặc là bạn có thể tạo ra một cái ALF các bạn. Thì bạn có thể ở đây mà mình có một cái file mình sẽ gửi cho bạn trong cái đường link trong cái mô tả video này, đó là một cái template về Ichimoku của mình đang sử dụng với cái chuẩn được chỉnh sửa gần như chính xác so với MetaTalk các bạn. Chút nữa mình sẽ so sánh với MetaTalk với phần mềm này, và nó được chỉnh sửa như vậy thì bạn sẽ thấy là nó gần đúng với cái MetaTalk. MetaTalk là về Ichimoku là chuẩn nhất các bạn. Chính vì vậy khi mà bạn đã chỉnh như vậy thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng tốt trên AMI, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái điều đó. Giả sử như chúng ta load về và chúng ta đưa vào cái nguồn ở đây, đó là cái file chỉnh phát Ichimoku này. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì thật ra để cho các bạn muốn lập trình trên cái AMI thì bạn phải có thật ra AMI Docker là một phần mềm được tùy biến rất là cao, đó là được lập trình mở, người ta mở những cái suột có cái code mở, có nghĩa là những người mà biết lập trình với một cái ngôn ngữ CC, C cộng thì bạn hoàn toàn có thể học cái ngôn ngữ lập trình của AMI Docker này, nó gần như tương tự. Thì các bạn thấy những cái bước đầu tiên thì chúng ta phải khai biến này và đặc biến. Thì có những cái ví dụ như khai biến write là gì, rồi chúng ta sẽ định dạng nó format name gì đó ha. Thì cái này các bạn học lập trình với mình thì chắc là lâu quá mình cũng quên rồi. Thì xưa học đại học thì mình cũng học Pascal rồi học C, cho nên cái vụ này thì mình biết sơ sơ thôi các bạn. Tới bây giờ hai mấy năm thì mình hai chục năm mình cũng không nhớ được hết, cũng hơn 20 năm rồi cho nên không thể nhớ được. Và ở đây chúng ta thấy chúng ta sẽ có những cái phần sau khi khai biến thì chúng ta sẽ có những cái phần bắt đầu lập trình. Thì như bạn biết lập trình ở đây chúng ta có thể đổi tên nó, thí dụ ở đây là Kijunsen, hoặc là bạn thích để chữ dao găm, tôi sẽ sửa luôn cho các bạn ha, dao găm. Rồi ở đây là Kijunsen thì bạn để chữ KS. Ở cũ ở đây là người ta dùng TL thì T-Kansen, TS. Ok. Thì bạn thấy nè, thì nó lấy giá cao nhất thôi, giá cao nhất ngày hôm đó với 17 nến cộng với cao nhất cái giá thấp nhất trong 17 nến. Đấy không? Chia đôi. Thấy không? 9 ngày chia đôi. Đó là công thức. Còn cái chiku là lùi về các bạn. Chiku sen lùi về 26 ngày. Thì cái DL bằng C thì bây giờ mình phải sửa lại là CS. Cái chữ nào DL thì mình sửa lại CS. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Thấy đơn giản vậy mà các bạn cũng có mấy bạn cũng hỏi thì mình không biết là sao. Ví dụ bạn vô đây bạn đã sửa SL thì bạn phải sửa lại gì? KS. TL thì sửa lại bằng TS. Rồi thí dụ như Ben B thì sẽ lấy cái giá cao nhất thấp nhất 26 ngày chia 2, đúng rồi. Thì KS ở đây bạn thấy nếu người ta sửa trên đây thì nó tự động nhảy xuống đây. KS là Thin Orange. Như vậy thì chỗ này mình phải sửa lại gì? Dao găm. Xin lỗi là nó chưa sửa các bạn. Mình phải sửa đúng cái tên này, dao găm. Cắt ra. Còn cái này là KS
Nếu mà bạn sửa cái này thì bạn có thể sửa, có thể hiểu được sửa tất cả mọi thứ, nghĩa là cái phần này người ta vẽ ra, nên làm cái lệnh vẽ cái đường đó các bạn, rồi cái nét bạn có thể sửa chữa là thích nét đường đậm. Đây là màu, đây là màu, đây là màu. Bạn có thể đọc tiếng Anh ở đây. Thì DL thì mình gọi là chiku. Đây mình gọi là dao găm. Mình phải ghi lại hết, các bạn sửa lại hết ha. KS để cho bạn hiểu. Nó hơi dài dòng chút xíu nhưng mà bạn cứ làm theo như này thì bạn sẽ có thể sửa bất kể một cái file nào, ALF nào, với định dạng như vậy nha. Cái này là âm 26 cs, đúng rồi, TS đúng rồi, bên A bên B, gross, thick color, lot cái này is bên A, lot cái màu này nếu mà cái bên này bên B, ok. Ở đây là CS, chloride thích buồn ơi, ok ha. Rồi thì ở chỗ này thì là filter, volume. Cái này là bạn lọc á, nghĩa là khi khi lọc người ta đã code rồi, các bạn code rồi. Scan, cái này là scan, bạn có thể code. Mình có thể bỏ cái phần này, scan code. Bạn có thể mình sẽ bỏ cái phần này các bạn, code lọc lọc và bít đấy. Tại vì cái này là của bạn kia cho mình. Các bạn có thể viết bộ lọc cho nó, nhưng ở một hệ đơn giản chúng ta có thể không cần thiết cái bộ lọc. Và chúng ta sẽ tắt đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái template này vào đây, đưa cái template vào đây. Thì ví dụ như chúng ta có chat, chúng ta phải đưa vô chat để chúng ta có thể lôi vào cái này. Thì bây giờ để một cái sheet, sheet 2 thì bạn có thể sheet 1, bạn có thể cho cái này xuống, hoặc là bạn có thể xóa đi nha, volume bạn có thể xóa đi, bạn không cần thiết. Ở đây mình có thể xóa cái edit format không, bạn xóa, mình quên mất là xóa xóa cái đường này, xóa mấy cái đường này là ở đâu, Bollinger Band. Đó, Bollinger Band. Nếu mình xóa Bollinger Band đi, đại khái là mình sẽ phải làm sao đó để xóa được cái Bollinger Band này đi, để lại đường giá thôi, thì mình sẽ đỡ phải mất công. Để tôi coi coi cái tôi còn nhớ không các bạn, quan trọng là còn nhớ không. Thì tôi sẽ xem là load, các bạn bây giờ load cái template. Cái template này thì bây giờ nhé, bây giờ để tôi nhớ lại xem mình phải xóa cái trục. Đây là cái trục, mình điều chỉnh cái trục, ví dụ như cái trục dài hạn hơn thì mình có thể gơn rồi mix rồi gì đó ha. Đại khái là các bạn sẽ phải coi lại, tôi lâu quá tôi không sử dụng nữa cho nên tôi có thể quên nhiều thứ rồi, nhiều thứ ở đây. Bokeh Band ngay đây nè, mà mình sao mình xóa được chỗ này. Đại khái là mình sẽ phải xóa Bollinger Band đi các bạn. Cái phần đó thì để các bạn, thì mình phải chép vô một cái
vào ít nhất là phải basic card, basic chart. Hoặc là nếu bạn dùng của Ichimoku này mà bạn lô vô đây á, ha. Bạn mà lô vô đây á, bạn mà lô Ichimoku này vô đây ha. Bạn mà lô Ichimoku này vô đây á thì bản thân cái Ichimoku này không đúng. Nó chạy không đúng so với công thức gốc của Ichimoku. Là bạn có cho dù bạn có sử dụng, bạn có parameter nó lại, bạn có thể sử dụng Ichimoku của nó là thấy không, bạn thấy Ichimoku của nó là 13, 3 và 12. Bạn có thể chỉnh cái này trở lại được, nhưng thật ra nó lại không đúng, nó không chạy đúng được. Bản thân nếu bạn chỉnh 9726 như tôi đang dùng, hoặc là bạn dùng 92652 thì thật sự ra nó chạy không đúng. Đó là cái default nằm trong cái Ichimoku của Army Rocker. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải oh shit, nó lại vô hết tất cả hả bạn. Mình sẽ quay lại không. Nếu mà muốn làm ngay từ đầu thì bạn có thể new một cái chart, plan chart ngay đây, default chart. Nó bị ra cái này bạn thì không biết là mình xóa cái tôi không biết, tôi quên mất rồi, tôi xóa cái này không biết là sao. Tôi muốn xóa thì sao, thật sự tôi muốn xóa cái này. Bởi vậy mình tôi tạo mới đi, tạo mới một cái bar chart và window chart, rank row formula into window chạc này. Thì bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái din cái to, chúng ta phải đưa cái in to và đưa vào đây, hoặc là basic card. Ở basic card thì chúng ta có guardian bright bright all in one, chúng ta sẽ vào đây các bạn, hoặc là chúng ta có những cái volume chúng ta muốn đưa vào đây thì chúng ta sẽ phải đưa vào cái này. Thì ở đây tôi lấy ví dụ như chúng ta bỏ hết những cái volume này, chúng ta bỏ hết những cái đường MA này, chúng ta bỏ hết những cái meta tóc này cho nó đỡ rối. Còn bây giờ chúng ta mình không biết làm, cho nên bây giờ mình giả sử như là chúng ta bỏ hết rồi, chúng ta đỡ rối, thì bây giờ chúng ta phải đưa được vào cái này ở đây, thì có thể bạn đưa vào basic card. Vậy chúng ta sẽ chép cái file hồi nãy mà chúng ta đã ở đây các bạn đã sửa. Thì chúng ta sẽ copy cái này, bạn download về, bạn copy và bạn đưa vào cái window và cái file cài đặt của AMI, và bạn chọn cái được gọi là formula basic card hoặc là custom. Hai cái này custom là bạn tự chọn, bạn tự làm, mình sẽ chép vào custom. Như vậy thì bạn để AMI lên, bạn đi vào custom, nó chưa hiểu, vậy tôi sẽ mở lên ngay từ đầu. Nếu như vậy thì nó sẽ biến đổi hết cái default của bạn. Như vậy tôi sẽ trở lại từ đầu, tại vì nó sẽ load cái dữ liệu đó. Thôi, các bạn thấy khi mà mình thay đổi cái sheet default thì nó sẽ hoàn toàn mấy cái kia nó sẽ giống. Bây giờ mình sẽ đưa vào cái basic card này, thì bạn có thể đưa vào write thôi.
đây drive thôi. Ok. Rồi bạn đưa vào custom. Không, bức custom mình vừa chép, không? Ichi này bạn đưa vào đây. Lỗi dao găm. Rang rope và dòng thứ 22 code 5. Dòng thứ 22 code 5. Nếu vậy thì phải cái này mình sửa trên đây luôn các bạn ha, mình sửa trên đây cho bạn. Mình sửa cái góc đi. Cái góc đi tí nữa mình chép coi làm sao. Cho các bạn thấy là khả năng sửa của các bạn cũng sẽ đi lên theo những cái bước này. Thì dòng 22 nó nói nè, lỗi 30 Pokemon Drop dòng thứ 22, bạn theo dòng 22 cột số 5 dòng 22 đó, thấy không bạn, thấy không dòng 22 đây span 1 ben 2 cột số 5 mà đúng rồi mà. Các bạn đợi một xíu, mình sẽ chỉnh được TS, KS, CS, Hello, TS, CS, CS bằng C, CS, TS, dao găm, color right, dòng 22, cột số 5. Mà lỗi ha. Line 22 lỗi của span 2 là lấy điểm cao nhất của 26 cộng cho thấp nhất 26 chia 2. Viết bên A bên B bên B bên A if mà đúng rồi, đâu có gì sai đâu. Không thể định dạng, lỗi 30. Cái chữ dao găm. Dao găm có thể là chúng ta sẽ phải không biết cách được các bạn. Dao găm có thể chúng ta sẽ không cách được nha các bạn. Mà chúng ta chỉ ghi gần vô nhau thôi. Khi mà chúng ta viết hoa thì chúng ta phải ghi đúng viết hoa. Có thể là như vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ chép trở lại, đè lên cái hồi nãy ha. Copy rồi chúng ta đi vào cái ổ C rồi RAM file AMI Rocker, rồi mình sẽ đi vào formula custom rồi chúng ta chép đè lên cái này nè. What bây giờ mình sẽ bỏ cái này đi. Mình chỉ lấy một thứ thôi. Ok, nó cẩn thận là nó ghi ra copy các bạn. Thì mình sẽ đóng cái này và mình mở lại cho các bạn xem. Cũng là cái dòng này. Bây giờ mình mở Prime vào đây. Tiếp tôi lấy ví dụ, tôi bỏ Prime vào đây. Ok, rồi tôi mở chỉnh phát này vô đây. Ok, bây giờ là đã xong. Chúng ta thấy là cái lỗi của chúng ta đó là cái lỗi của chữ nó bị cắt xa ra. Lâu quá mình không có dùng. Tại phần trước mình cũng có sử dụng code rồi cho nên mình hiểu. Còn bạn có thể điều chỉnh cái bara này nó ra hình như là ở đây các bạn, chục nè.
các trục. Các trục thì thí dụ như gơn rồi trục, trục là axit, axit kết maximum 720. Ôi đại khái là các bạn sẽ phải sẽ chỉnh chỗ chỗ này, chỉnh chỗ này. Đại khái là chúng ta chỉnh các trục á, trục ngang, trục dọc gì đó, bạn sẽ tăng cái này lên. Bạn sẽ tăng cái này lên, bạn sẽ có cái hình ở đây. Đại khái là vậy, chúng ta sẽ có này, bạn thấy không? Dao găm. Dao găm 65. Như vậy thì nếu mà bạn muốn có một cái dao găm nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có một cái con dao găm nữa. Bây giờ bạn sẽ vô trong trong đây, mình sẽ chỉnh có một con dao găm nữa cho các bạn. Bây giờ đó là con dao găm thứ nhất các bạn. Ok nha. Bây giờ đó là con dao găm thứ nhất. Mình phải sửa lại thôi các bạn. Đây là thêm một con dao găm. Nếu mà vẽ rồi con dao găm rồi, con dao găm thứ nhất mình phải sửa lại hết, đúng không? Còn bây giờ mình muốn vẽ thêm một con dao găm nữa thì đây tôi hướng dẫn cho bạn vẽ một con dao găm nữa. Mình sẽ bắt đầu copy dòng này. Chúng ta sẽ xuống đây và chúng ta về dao găm thứ hai thì chúng ta sẽ là 129, chỉnh lại 129. Rồi chúng ta chỉnh lại 129. Rồi ok. Như vậy là chúng ta có con dao găm 29, nhưng mà đó là công thức thôi các bạn. Còn chúng ta phải vẽ ra đây. Chúng ta bây giờ chúng ta phải copy một cái này, một cái dòng lệnh này. Rồi chúng ta xuống đây. Chúng ta xuống đây. Thì chúng ta đã dao găm thứ hai có công thức trên đây. Thì chúng ta phải vẽ cái con dao găm thứ hai này. Chúng ta phải chỉnh số 2 này. Rồi chúng ta sẽ đổi màu nó. Đổi màu nó thì như bạn thấy ở cái hình trên, mình có thể đổi qua cái màu màu tôi lấy màu gì ta, để tôi coi, tôi phải dịch tiếng Anh qua chứ còn bây giờ không nhớ cái màu. Màu tím thì như thế nào ha, đúng không? Cho màu tím đi. Bạn có thể hoàn toàn dịch qua cái màu khác được. Alo. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Dạ 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 dạ. Rồi rồi. Dạ dạ. Bây giờ mình phải chuyển qua màu. Và bạn cứ phải học cái này, nó hơi dài dòng chút xíu các bạn ha. Các bạn cũng phải coi ha. Này có thể sử dụng cho những người mà mới luôn. Dịch đây là màu tím chẳng hạn. Màu tím bubble Ok. Mình sẽ chuyển qua bubble. Bây giờ có Google rất là dễ các bạn Bạn chỉ cần ghi vô bubble là xong. Cái này nó phải viết hoa không? Bubble có không, có màu tím mà nó phải có màu tím chứ. Thử coi. Rồi ok, đây là cái màu cái file gốc. Còn bây giờ tôi sẽ chuyển cái file này qua edit. Tôi sẽ lại copy, không muốn có mình save as cũng được nha các bạn. Copy rồi các bạn phải đi vào lấy, mình ngu quá, mình save as cũng được. Đây mình save as đi. Mình mở cái đó ra đi. Ok, rồi mình save as. Save as chấp đè lên cái ổ C mà mình chép đó các bạn. AmiDocker rồi Formula rồi custom, chấp đè lên cái thằng này. Ok, release nó. Yeah F5 coi nó hiểu không. Rồi bây giờ mình tắt đi. Rồi mình sẽ bật nó lên để nó load cái mình mới sửa ra. What? Sao không có? Vậy là màu tím nó không có các bạn. Bây giờ màu tím nó không có thì bây giờ mình có màu gì nó không. Bây giờ mình lấy cái màu white đi. Màu trắng đi.
Bây giờ mình mở cái đó lên. Custom luôn nè, mình mở cái bảng thân đó lên. Bây giờ mình không màu màu đó nó không nổi lên, nó phải nổi đỏ lên các bạn. Còn không á, thì mình phải là màu white. White gì? White. Đó, nổi lên rồi. Ok. Là màu trắng ha các bạn. Mình sẽ đóng cái này lại. Z. Mình sẽ mở nó lên hơi tại lâu quá mình không có dùng cái này các bạn. Mình sẽ kìa. Nên mình làm lại cái sheet 4 đi. Bây giờ mình sẽ đưa vào đây là bright. Rồi mình ok ha. Rồi mình đưa vào đây là Ichimoku của cái này. Rồi ok rồi bây. Mình có màu trắng. Như vậy thì về về mặt mình sẽ đưa cái file này lên trên mạng. Các bạn khỏi cần sửa nữa. Và nếu mà các bạn không thích màu này thì các bạn vào có thể sửa cái màu đó. Bất kể cái màu gì. Trong đây chúng ta cũng có hai cái con dao găm, hai cái kiếm và một cái đồ thị giá cùng với Chiku. Và mây của chúng ta là mây hoàn toàn giống hệt như cái mây của trong Metatop. Như vậy để phân biệt cái Metatop thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có tùy biến rất là tốt. Chúng ta có thể code được cái nền, code được rất nhiều cái template mà những cái sheet ở đây chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ. Tuy nhiên thì cái tùy biến này nó rất là có lợi cho những người biết lập trình, còn như chúng ta sử dụng thì nó không có lợi lắm, thì không có lợi lắm, và bởi vì công thức ở trong đây phần lớn nó bị sai các bạn, phần lớn dùng ngay cả RSI hay là thậm chí MACD hoặc là nhiều cái rất là cơ bản nhưng nó cũng bị sai, nhưng nó cũng bị sai, nó sai bởi vì nó công thức nó sai lệch chút xíu thôi, một vài cái nến dạng như vậy, hoặc là chứ nó không sai nhiều. Chính vì vậy về muốn về chính xác thì chúng ta nên dùng, tôi khuyên các bạn nên dùng Metatox, bởi vì khi mình vào đây tìm hiểu thì như các bạn thấy nó cũng nếu mà nó thật sự là về về cái nhãn quan, nghĩa là cái giao diện các bạn, nếu mà mình nói chuyên chuyên về chuyên sâu về cái vấn đề tin học thì cái giao diện của nó rất là tốt, thân thiện với người dùng và bạn có thể tùy biến được. Ngay cả những cái phần mềm code lọc đồ này nọ mình tùy biến rất là cao so với Meta, tại vì Meta thì nó không cho cái mã nguồn mở, nó dạng như mã nguồn mở vậy đấy, mình không thể lập trình được. Chính vì vậy nếu mà các bạn lập trình được thì các bạn nên dùng AMI. Còn nếu mà chúng ta không dùng được, không biết lập trình thì chúng ta nên dùng Metatop các bạn. Thì các bạn thấy lấy giờ chúng ta thấy để mà có một cái đoạn AMI Ichimoku như vậy thôi mà chúng ta phải hết sức là bối rối, bởi vì chúng ta thấy có những cái màu mà nó không đúng thì nó không hiện lên thì chúng ta thấy nó cũng hết sức là rắc rối rồi. Trong khi đó những cái ví dụ như code mà chúng ta không có những cái emoji, có nghĩa là những cái mặt cười hay là những cái icon rất là khó. Chỉ có những cái bạn nào biết cách tạo ra những cái người ta gọi là những cái thư viện, tạo ra những cái thư viện thì bạn mới có thể code trên cái AMI này được một cách hoàn toàn. Còn ngược lại trên Meta thì người ta đã có những cái thư viện sẵn, chúng ta chỉ chọn thôi, cũng như là các cái câu lệnh hoặc là những cái lập trình trước mà chúng ta đại khái là chúng ta lập trình module, nó dạng như lập trình module. Còn chỗ này là chúng ta phải hiểu ngôn ngữ để chúng ta lập trình. Còn các bạn muốn có một cái system của cái AMI này thì các bạn lên mạng đầy, bạn có thể search system tray for AMI thì nó ra cả đống, chúng ta add về, phần lớn là nó sẽ là ALF giống như cái này các bạn. Chúng ta mở ra nhưng mà mở ra chúng ta thấy là đa phần là ALF. Chính vì vậy thì chúng ta có thể này bạn thấy không, bây giờ mình sửa là có dao găm 1 rồi ở đây dao găm 1, dao găm 2 rồi
KS, TS này, thấy không? Kijun-sen này, Tekken-sen này, thấy không? Thì bạn có thể làm được. Vẽ trên đây. Thì ở đây chúng ta có thể xóa này. Chúng ta có thể tùy biến nó rất là cao. Chính vì vậy chúng ta phải biết lập trình. Chúng ta sẽ chuyển qua cái MetaTask. Tôi giới thiệu cho các bạn sơ về MetaTask. Thì để trên đây thì không lập trình, không lập trình. Lập trình của chúng ta, thí dụ như chúng ta thấy ở đây là chúng ta sẽ như các bạn thấy, để mà có cái đồ thị này, chúng ta chỉ cần click vào đây chúng ta xóa cái, đơn giản. Còn chúng ta sẽ thể hiện cái window này. Cái này mình do mình sử dụng lâu, các bạn mới thì các bạn sẽ thấy là nó khó sử dụng, nhưng do mình lâu thôi, mình sử dụng lâu rồi thì mình sẽ dễ. Còn các bạn những các bạn thấy AMI dễ mà đối với mình thì khó, tại vì mình lâu quá mình không sử dụng. Thì những cái indicator nằm ở đây, ví dụ như bạn thấy Ichimoku chẳng hạn. Ichimoku thì đây, ok, ví dụ 92652 default hết rồi. Ví dụ Chiku Ben 26, bạn có thể chỉnh được Chiku Ben rất là nhanh. Rồi exit nó có sẵn. Các bạn, nó sẽ có sẵn luôn. Nó có sẵn vô đây. Rồi chúng ta thấy có một cái mây ở đây rồi. Chúng ta chỉnh những cái độ nét của nó bằng những cái, bạn thấy không? Bằng những cái gì? Những cái cửa sổ, bằng những cái cửa sổ. Còn bên kia chúng ta muốn chỉnh thì chúng ta phải lập trình. Cũng có cửa sổ các bạn, và chúng ta sẽ phải muốn thì chúng ta phải đổi màu hay gì đó, nó cũng cũng được. Nhưng mà nếu mà bởi vì chúng dùng cái ALF để mà nó mới đúng, thì giờ bạn muốn chỉnh những cái màu này bạn phải vô cái ALF đó. Còn nếu bạn dùng default của nó là sai, tôi cam đoan với bạn là sai chắc chắn, sai chắc chắn luôn các bạn. Chúng ta phải dùng, ngay cả bạn phải dùng cái của mình á, cái template của mình, cái ALF của mình. Bạn có thể chỉnh lại 92652 tương ứng với những cái mà bạn thấy ở đây, đó là Chiku Ben hoặc là Tekken Sen, Kijun và Ben B, Ben A, thì cái đó mình mới đúng được. Còn nếu không thì những cái mây này sẽ bị sai chắc chắn luôn các bạn, cái đó là điều chắc chắn luôn. Ở đây thì đúng, công thức của nó đúng, bạn yên tâm. Chính vì vậy, và khi mà lập trình thì sao? Tôi lấy ví dụ, bạn có thể lập trình bằng những cái module nó có sẵn. Tôi lấy ví dụ như một cái Bollinger Band chẳng hạn. Thì bạn thấy ở đây, chúng ta nếu mà chúng ta những code, những cái sheet, những cái Bollinger Band mà buy, band buy, nghĩa là đụng cái band dưới là mua, đụng cái band trên là bán. Thì bây giờ bạn sẽ thấy, bạn vô đây edit, bạn sẽ thấy người ta code như thế này. Cái dòng code ở đây đơn giản thôi, nó không cần khai biến mẫu. Nếu mà bạn quên một cái gì đó, bạn vô function và ở đây có all luôn, all function. Thí dụ như bây giờ bạn bạn mà bạn phải nhớ, bạn không biết thì bạn chỉ cần nhớ là bây giờ close nó có hàm close ở đây, thì nó có lấy data one, cái dãy data one là cắt và nằm trên này. Data two có nghĩa là cái biến, ví dụ như bạn cross RSI thì bạn ghi là cross RSI mở ngoặc 14, ở đây data thứ hai là 30 là bạn sẽ buy. Có nghĩa là sao? Khi mà RSI cắt và nằm trên cái 30 thì mình sẽ có giá trị là buy. Đơn giản là như vậy. Hoặc là bạn có thể tìm hiểu những cái trong đây. Rất là đơn giản là chúng ta có thể sử dụng nó, thí dụ như alasit, thí dụ different, có different phân kỳ đó các bạn. Phân kỳ thí dụ như là data ray thứ nhất và data ray thứ hai. Data ray thứ nhất là mình sẽ lấy là hai
của cái giá đóng cửa. Data thứ hai là RSI, là mình lấy hai của RSI, rồi cái phần trăm thay đổi là cái sự phân kỳ. Thí dụ vậy bạn ha, mình sẽ phải học cái này thôi, từ từ mình sẽ biết thôi. Rồi có những cái hàm khác, thí dụ như là cái hàm hai tịch sin, thí dụ như vậy, hoặc là inside, hoặc là hai tịch sin ba go, có nghĩa là sao? Có nghĩa là lấy cái cao nhất cách đây bao nhiêu, cách bao nhiêu phiên. Thấy không bạn? Nếu mà bạn không biết cái này thì bạn có thể hoàn toàn vô cái heo đó, như bạn, bạn vô heo, thí dụ như bạn fiction, bạn không biết thì bạn vô heo, bạn có thể search cái ví dụ như bạn thấy là đây, đây operation dividend chẳng hạn, heo dividend, bạn có thể đánh cái heo fiction formula, fiction formula, bắt đầu bạn mới vô đây bạn tìm cái heo cái dividend này. Bây giờ bạn mới search cái dividend đó ra. Ok, chúng ta sẽ search cái dividend đó ra, là chia, ví dụ như vậy. Chúng ta có thể dùng heo để chúng ta có thể, người ta sẽ giúp đỡ mình. Đây là cái hay nhất của trong MetaTalk. Mình có thể code trong module, hoặc bạn có thể lọc lọc đó bằng những cái câu lệnh như vậy, cũng bằng những cái bộ lọc. Thí dụ như chúng ta thấy lọc ở đây tôi có nhiều, và mình lọc histogram chẳng hạn, histogram signal, thì bạn có thể có những câu lọc, câu lệnh lọc như thế này. Mình có thể học cái lập trình của người khác rất là nhanh nè các bạn. Thì lọc ở đây thì bạn thấy code A, code B, những cái dòng lệnh, rồi mình fill nó lại là mình lọc. Nếu điều kiện A hoặc điều kiện B là được. Còn nếu không thì bạn phải không biết cái câu lệnh thì bạn dùng function tiếp. Trong đây nó sẽ list ra cho các bạn. Thí dụ như bạn muốn code theo theo cái candlestick, ở đây nó có, ví dụ như là nó có sẵn là bearish harami, những cái mà cảnh báo xấu cho cái mẫu nến có bầu rồi, dịch ra là có bầu rồi. Hoặc là Dojita, Hammer, hoặc là Handyman, người châu cổ, rồi rất là nhiều mẫu ở đây ha. Thì Westrom, rồi Shotinta, Spinning Top, rồi White Body, rất là nhiều, hai ba con quạ đen, Tree Black Rose, mấy cái đó các bạn có thể có sẵn rồi, có sẵn luôn. Bạn có thể lập trình như đây, đưa vào đây, đưa các biến vô là xong, không cần khai báo, không cần lập trình, không cần thêm màu mè, mình có thể chỉnh màu mè ở đây có sẵn. Còn bên kia chúng ta phải biết lập trình và biết cái câu lệnh và khai biến, và chúng ta chỉ cần sai những cái dấu chấm phẩy hoặc sai một cái dấu cách giống như bạn thấy ban đầu là chúng ta sẽ không chạy được. Chúng ta phải biết cập trình và dò ra cái lỗi đó, lỗi 30 là lỗi gì các bạn. Khi đó thì người lập trình đó nó mới, nhưng mà nếu bạn biết lập trình thì đó là một cái lợi thế. Còn bản thân mình thì cái lập trình mình không phải thế mạnh. Chính vì vậy thế mạnh của chúng ta là sự của mình là sử dụng những cái công cụ trong cái phân tích kỹ thuật, chứ không phải là lập trình. Chính vì vậy thì cái mà hỗ trợ của MetaTalk ở cái mức tương đối thì mình nghĩ nó vừa đủ, nó không phải quá phức tạp để chúng ta có thể học, mà chúng ta học nhanh nhất có thể lập trình được theo những cái ý tưởng mà chúng ta có thể nghĩ ra. Cross, hoặc là cái này tắt cái, hay là cái này cắt cái kia, hoặc là cái này nằm trên cái kia, hoặc là cái này bằng cái kia, thì mình những cái thuật toán đó thực sự là đơn giản thì mình có thể tự code được, nó vô cùng dễ, và mình có thể copy cái dòng code đó đưa qua những cái bộ lọc, rồi đưa qua những cái system test. Sau này thì nếu mà bạn vào đây thì bạn là bạn sẽ thấy nó có cái hay, đó là system test. Nghĩa là bạn phải tạo ra một cái new system, rồi những cái new system đó thì khi cái điều kiện buy order, sell short, buy cover, stop loss, rồi những cái điều kiện đó sẽ như thế nào bạn đặt ra,
thì bạn sẽ có một cái system này. Nếu bạn không biết thì bạn có thể edit và xem coi người ta code như thế nào. À, các bạn, người ta code như thế nào và chúng ta học tập rất là nhanh. À, stop loss như thế nào thì một cái chiến lược kinh doanh đó bạn có thể lập trình được. Và chúng ta cho nó chạy new simulator. Và chúng ta cho nó chạy đây, chúng ta new mix simulator và chúng ta cho nó chạy cái phần đó. À, system test. Test xem coi nếu với một cái số vốn ví dụ như bạn chọn là 10.000 đô. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng ta thấy là cái chỗ này giá là chúng ta phải quy đổi qua đô nha. Tại vì cái đơn vị thì nó hơi bị kém. Thì bây giờ giá của mình đổi qua đô thì 1 đô giờ là 1.000 của mình đi. 1 đô là 1 đồng của mình đi. Thì mình sẽ đưa cái nó lên 1 triệu. Hàng triệu. Tại vì tôi lấy ví dụ Vinamilk ở đây nó lấy cái gì? Tôi lấy ví dụ Vinamilk đi. Thì Vinamilk nó lấy 197.000. Đơn vị của chúng ta là 197.000. Đúng không ạ? À, 197.000. Thì chúng ta sẽ lấy cái đơn vị của nó là 1.000. À, như vậy là 1 đô trong đó là 1.000 của Việt Nam. Như vậy thì chúng ta sẽ nhân lên. Nhân lên, thí dụ như ta có 100 triệu. 100 triệu thì chúng ta ghi là 100.000. À, 1 đô chúng ta đã có... Đại khái là chúng ta sẽ quy đổi từ 1 đô ở trong đây thành ra 100.000 của mình. 1.000 chứ ha. Ok. Thì chính vì vậy thì chúng ta sẽ tăng cái giá vốn của lên và chúng ta xem coi cái tỷ suất lợi nhuận khi mà chúng ta bỏ cái vốn, đồng vốn đó vào đây thì chúng ta sẽ kinh doanh được như thế nào. Bạn có thể áp dụng cái system trade đó cho cả thị trường hoặc là cho từng mã cổ phiếu hoặc là một nhóm cổ phiếu nào đó. Nếu sử dụng cái chiến thuật mua bán của bạn thì nó đạt cái tỷ suất lợi nhuận trong quá khứ là bao nhiêu, thì sắp tới chúng ta nếu mà cái tỷ số lợi nhuận nó cao thì sắp tới chúng ta sẽ dùng cái chiến thuật đó để chơi những cái mã này. Thí dụ như bởi vậy các bạn sẽ dùng những cái chiến thuật của RSI đó, các bạn làm theo cho một số mã và các bạn tìm những cái số mã nào mà cái tỷ lệ chơi thắng cao nhất thì sau này mình cứ sử dụng cái chiến thuật cắt 30, cắt 70 chơi vào mã đó thôi. Cho nên bạn thấy là mình đã nói là có những cái mã là có những cái mã bạn chỉ dùng RSI, có những cái mã bạn phải dùng MACD là như vậy. Nghĩa là mình phải bắt test trong quá khứ nếu mình sử dụng MACD. Bạn đây MACD có bạn. MACD với những cái mã đó thì cái xác suất thành công rất là cao. Cao hơn tất cả những cái mã khác. Đấy các bạn. Thì chính vì vậy mình sẽ khi mà dùng cái tín hiệu mua bán thì phải dùng MACD với cái mã đó ưu tiên hàng đầu. Thì mình sẽ thắng. Chắc chắn là điều đó. Tại vì quá khứ nó đã chứng minh điều đó rồi. Thì qua cái system test này thôi. Thì cái này thì ngày xưa mình làm rất là nhiều. Đấy các bạn. Mình làm rất là nhiều. Chính vì vậy có những cái mình sẽ biết là cái mã đó chỉ xài cho MACD rất là tốt. Có những mã mà xài RSI, có những mã mà xài tóc trực tiếp rất tốt. Và cho cái hiệu suất thắng rất là cao. À, cái đó thì đòi hỏi các bạn phải tự làm. À, các bạn, những cái chiến thuật ở đây nó đã có. Mà bạn có thể sửa cái chiến thuật nó một chút xíu cho nó phù hợp. À, cho nó phù hợp chút xíu cho thị trường Việt Nam. À, thí dụ như bạn muốn chắc chắn 20, 80. Thí dụ như vậy. À, ví dụ cắt 20, cắt 80. Như vậy ha. Thì ok, trên đây để mình nói cái hay cái dở cho về Ichimoku, là nói riêng về cái hai công cụ mà chúng ta làm, đó là Ami Rocker, cũng như là hướng dẫn cho các bạn cài đặt Ami Rocker rồi set cái template về Ichimoku của mình gửi tới với hai con dao găm. Và phần còn lại của các bạn là hãy đổi màu nó và mình phải biết cái mã màu. Đó là điều thứ nhất. Cái điều đó là bạn phải tự làm. Bạn phải mò cái mã màu trong đó mà mình không có thời gian mò mã màu. À, và nếu mà cái hình mà nó hiện lên mà đậm thì là nó đã đúng. Còn nó không hiện đậm lên giống như hồi nãy chúng ta xài bubble đó. Ha. Mà nó không hiện đậm lên là chúng ta sai cái mã màu. À, có thể là thêm chữ S hay gì đó mình cũng vẫn còn thiếu. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là
để lập trình hoặc là để những cái gì mà chạy trên AMI, thực sự ra nó phải là một người biết lập trình, ngôn ngữ lập trình của AMI, thực sự là như vậy. Còn những người mà có những cái code cái này cái kia thì đa phần là trên mạng, đa phần là ăn trộm người khác trên mạng các bạn, nhiều lắm. Ngày xưa mình có nghiên cứu System Chain bên AMI rồi, cho nên ở trên mạng rất là nhiều cái phần đó. Thì các bạn có thể muốn học tập thêm cái cách người ta phân tích, cái cách người ta làm cái System Chain, thì các bạn có thể download cái ALF gì đó, hoặc là một cái file khác hoàn chỉnh hơn, có thể có lập trong đó, có thể có test trong đó. Cũng bên AMI nó có system test giống như mình, giống như bên MetaTox vậy, nhưng mà mình phải biết lập trình, mình phải khai biến lung tung nhiều thứ lắm rồi. Cho nên thôi mình sẽ không bàn sâu về AMI, thì cái bài AMI đó mình bản thân mình nó không sử dụng nhiều, cho nên mình không có rành lắm, bạn thấy không? Bây giờ đổi màu rồi xóa cái này cái kia mình đã quên rất là nhiều. Ngày xưa mình phải bỏ mất hết gần 6 tháng để mình học AMI, và mình cũng bắt đầu sử dụng thành thạo AMI, nhưng mà do cái trình độ coding của mình, trình độ lập trình của mình nó kém, với lại mất thời gian quá. Bây giờ học cũng ngôn ngữ lập trình và cũng hay sai quá, tại vì nó khai biến rồi mất cái dấu phẩy rồi lỗi này lỗi kia nó liên tục sửa mệt quá, mất thời gian. Chính vì vậy thì bên MetaTalk nó giúp đỡ mình nhiều hơn. Thì ngược lại MetaTalk thì cái tính tùy biến nó không cao, do nó cái thư viện hoặc là những cái tùy biến của nó không không được cao so với AMI. Chính vì vậy mà về mặt giao diện nó cũng không đẹp bằng, giao diện nó cũng không đẹp bằng AMI. Chính vì vậy thì hiện nay thì rất rất ít người sử dụng Meta, rất ít người luôn. Mình đã từng xây dựng câu lạc bộ thì phần lớn 99,9% người ta sử dụng AMI. Tại vì khi mà lập trình, cái người lập trình người ta code người ta quăng lên mạng đầy. Còn AMI, còn AMI tóc nó thuộc về những người kinh doanh như như mình để xem biểu thị, cho nên cái phần code nó rất là tệ. Cho nên cái chuyện mà đem lên cái phần code đó đem lên trên mạng thì nó ít hơn rất nhiều so với AMI. Nhưng độ hiệu quả thì chưa chắc bằng. Tại vì sao? Những người biết coding IT là những người chưa chắc là những người đã am hiểu về những kỹ thuật. Giống như mình am hiểu về kỹ thuật, chưa chắc mình đã là một người IT giỏi, coding giỏi. Chính vì vậy thì về mặt phương diện chuẩn về mà tại vì cái chính chúng ta là sử dụng phân tích kỹ thuật chứ không phải là coding. Đúng không? Nếu bạn xác định mình là người coding thì bạn sẽ dùng AMI đúng chính xác. Còn nếu bạn xác định bạn là một người trader sử dụng phân tích kỹ thuật, chuyện coding là chuyện để làm cho nó dễ dàng hơn, nó nhanh hơn một chút xíu thôi, để nó hiệu quả hơn một số vấn đề nào đó thôi, thì chúng ta nên sử dụng MetaTalk. Đây là cái lời khuyên của mình đối với những cái bạn bây giờ mới bắt đầu vào phân tích kỹ thuật, thì chúng ta hãy xác định nếu khả năng của chúng ta có thể làm được hai thứ, vừa học phân tích kỹ thuật tốt vừa coding tốt thì nên sử dụng AMI. Đúng không ạ? Còn nếu mà mình thấy khả năng mình không thể nào học lập trình được thì mình chỉ học được phân tích kỹ thuật để đi kiếm tiền rồi, không đủ thời gian học lập trình nữa, thì chúng ta nên dùng MetaTalk. Đây là cái lời khuyên chân thành nhất sau mười mấy năm sử dụng hai phần mềm này. Ngay cả bây giờ mình đang xài sử dụng MT4, rồi qua năm 2018 này mình sẽ coding những cái gì nằm trên MetaTalk vào MT4. Bởi sao như vậy các bạn? MT4 nó quá hay đi các bạn, thực sự là quá hay. Mình vào đó mình mới thấy nó thực sự là hay, thực sự là hay. Nhưng để coding nó thì nó tương tự như là AMI, nó phải biết lập trình. Mà biết lập trình thì lúc này là chúng ta phải cần có thời gian nghiên cứu, đúng không? Thì cái này là không hứa trước được, cho các bạn đánh forex. Những cái system của mình nằm trên cái MT4, tại vì mình phải có thời gian rất là rảnh và phải có cái niềm hứng thú ở mình để mình mới làm việc nó mới hiệu quả được. Còn nếu mà xìu xìu bệnh lúc này đang mệt, ví dụ ngày hôm qua
mình rất là mệt, nhưng mình vẫn phải live stream, mình vẫn phải dạy online cho các bạn, và nói tới gần 12 giờ mới xong. 12 giờ đó các bạn tưởng tượng là mình để mà ngủ được phải tới 2 giờ sáng, tại cái lúc đó đầu óc mình đang còn căng thì muốn trùng lại để ngủ được thì nó phải cần có một thời gian. Sáng này các bạn thấy 8 9 giờ là dậy rồi, đúng không? Thì chính vì vậy mình có những lúc mình rất là mệt, mặc dù là cuối tuần là nghỉ xả hơi, chiều nay là offline rồi này nọ nữa, thì các bạn thấy ngày mai chúng mình phải đặt lệnh rồi kinh doanh một số tài khoản, cho nên chính vì vậy cái áp lực làm việc của mình nó khá là cao, không có đủ thời gian. Thì sắp tới câu lạc bộ cũng có rất nhiều dòng người giỏi và nó giúp đỡ cho mình, thì mình có thể có thời gian mình sẽ coding nhiều hơn, mình sẽ giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn, mình sẽ chia sẻ nhiều video hơn và mình làm những video chất lượng hơn, về mặt sử dụng cũng như về mặt kinh nghiệm mình truyền đạt nhiều hơn cho các bạn. Hy vọng các bạn luôn luôn ủng hộ mình bằng cách like video, rồi share, rồi comment, rồi chia sẻ, rồi subscribe cái kênh này. Bởi vì bây giờ cái chiến lược YouTube nó thay đổi các bạn. Các bạn phải có 10.000 người subscribe thì nó không đưa vào cái diện theo dõi, đúng không? Chính vì vậy thì bây giờ mình mới có bạn gần chưa 4.000 người. Thì cũng rất may nếu bạn nào xem được video này thì hãy giúp đỡ cái kênh của mình bằng cách subscribe cái kênh này. Nó chỉ cần hơn 10.000 thôi, mình cũng không cần thiết là phải 100.000 hay là nút bạc nút vàng gì, mình không có cần quan tâm cái điều đó, mà nó đi qua cái ngưỡng mà để không YouTube nó không có để ý mình nữa, không kiểm soát mình nữa. Thì chứ còn không thì bây giờ trong cái giai đoạn này thì nó cũng rất là khó khăn trong cái việc mình livestream rồi mình post cái video lên, thì nó đánh dấu rồi nó đủ thứ các bạn, chứ không đơn giản đâu. Chính vì vậy thì nếu nhờ các bạn trong cái giai đoạn khó khăn lúc đầu này, cái chính sách của YouTube nó thay đổi. Chính vì vậy thì nếu các bạn giúp đỡ được thì hãy giúp đỡ cái kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã bỏ chút thời gian xem cái video này. Mong rằng những cái ủng hộ của các bạn luôn đồng hành với kênh Chính Pháp của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video hữu ích hơn trong năm 2018 này. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.